Chuỗi sự kiện công nghệ Best Developer in Vietnam 2023 được tổ chức bởi Positive Thinking Company vừa qua đã diễn ra với hai hoạt động chính. Đây là lần thứ hai mà Best Developer in Vietnam được tổ chức. Chuỗi sự kiện công nghệ Best Developer in Vietnam 2023 mở đầu với hội thảo The Future of Tech là những chia sẻ của lãnh đạo và các chuyên gia công nghệ hàng đầu đã và đang làm việc với các công ty lớn đa quốc gia về các chủ đề đang được quan tâm hiện nay như trí tuệ nhân tạo AI, chiến lược phát triển các sản phẩm phần mềm, công nghệ bền vững. Việt Nam đã trở thành một điểm đến lý tưởng trong lĩnh vực phát triển phần mềm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhờ có hệ thống giáo dục tiên tiến, nền kinh tế ổn định, nền tảng kiến thức công nghệ, đội ngũ lao động lành nghề. Với trung bình 55.000 kỹ sư tốt nghiệp hàng năm, ngành công nghiệp phát triển phần mềm Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Tôi tin rằng Việt Nam đang trên lộ trình đúng đắn trở thành nền kinh tế số lớn thứ hai tại khu vực Đông Nam Á như đã lên kế hoạch. Và chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cấp dịch vụ, cung cấp những dịch vụ phát triển sản phẩm phần mềm hàng đầu. Mục đích của chúng tôi là giúp cho khách hàng đón đầu xu hướng chuyển đổi số, tạo ra lợi nhuận ấn tượng, tương xứng với sự đầu tư của họ. Bên cạnh hội thảo công nghệ The Future of Tech, vòng chung kết cuộc thi lập trình Best Developers in Vietnam 2023 là cuộc tranh tài giữa 25 đội thi tài năng hoàn thành các sản phẩm công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI của đội mình và thuyết trình trước ban giám khảo. Ban giám khảo đã chọn ra 6 đội thi xuất sắc nhất để trao danh hiệu Best Developers in Vietnam 2023 với giải thưởng tiền mặt với tổng trị giá 250 triệu đồng.